Câu chuyện thú vị trong hôn nhân Ngày xưa có hai vợ chồng mới cưới Đi hưởng tuần trăng mật Hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo Đột nhiên nghe thấy tiếng cạp cạp Người chồng Trong rừng nguyên sinh Sao tự nhiên lại có con vịt ở đâu ta? Người vợ Gà chứ vịt gì anh? Gà rừng đó Nghe thời điểm đó Trong bụi cây tiếp tục phát ra tiếng kêu Cạp cạp, cạp cạp người chồng. Chắc chắn là vịt, không thể là gà được với tiếng kêu đó. Người vợ, gà chứ, không thể nào là vịt được. Tiếp tục trong bụi cây phát ra tiếng kêu cạp cạp, cạp cạp, cạp cạp. Người chồng, anh khẳng định với em, cá cái gì anh cũng cá hết, chắc chắn là vịt. Người vợ, nổi nóng và gào thét lên. Cái gì em cũng cá với anh hết. Em chắc chắn là gà, chứ không thể nào là vịt được. Anh đừng cãi em. Người chồng thấy vợ nổi nóng quá, thường vợ nên nói. Thôi được rồi, cục cưng của anh. Thôi gà chứ không phải vịt đâu. Em đúng, em đúng. Người vợ, sau này không được cãi em nữa nghe nha. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục vui vẻ nắm tay nhau đi dạo trong rừng nguyên sinh cao nhân. Câu chuyện đến đó là kết thúc. Em ngẫm trường hợp đó nếu là gà hay vịt xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô gái Dạ em nghĩ nếu lúc đó con gà mà chạy ra thì trong phần đời còn lại của cô vợ luôn đúng. Vì khi cãi nhau cô sẽ lập tức nhắc tới câu chuyện gà vịt theo kiểu. Đó, ngày đó em nói với anh gà mà anh có nghe em đâu. Rốt cuộc em đúng anh cãi em có bao giờ anh đúng đâu nhưng nếu lúc đó có con vịt chạy ra thì suốt phần đời còn lại trong hôn nhân người chồng sẽ luôn đúng vì khi cãi nhau anh chồng lập tức đem câu chuyện gà vịt ra nói đó ngày đó anh đã nói với em là vịt rồi mà em cứ cãi anh là gà mà hồi giờ em cãi anh có bao giờ đúng đâu tốt nhất trong trường hợp đó em nghĩ không nên có con vật nào xuất hiện. Cao nhân, em có quan sát xã hội hiện tại. Có phải mọi vấn nạn trong hôn nhân đa phần xuất phát từ chuyện gà, vịt? Từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày được vợ chồng làm lớn lên, chính do tham và tưởng của chúng ta mà nên. Đa phần hôn nhân ngày nay, vợ chồng tương lai thích hơn thua nhau, đúng sai nên về lâu dài hôn nhân khó bền vững điều quan trọng nhất là em mong muốn điều gì trong hôn nhân nếu em mong muốn có một cuộc hôn nhân hòa hợp hạnh phúc thì ai đúng ai sai có còn quan trọng đối với em nữa hay không cô gái dạ đúng ạ à. em quan niệm hôn nhân là phải hạnh phúc nên việc ai đúng ai sai đối với em thật sự không quan trọng cao nhân nếu là chồng nên có nhận thức người vợ mãi mãi không có vấn đề nếu có vấn đề phát sinh thì cội nguồn từ mình. Còn đối với người vợ cũng tương tự. Nếu em có được nhận thức này thì anh chúc mừng em. Cô gái. Dạ em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh. Cao nhân. Để anh kể cho em nghe thêm một câu chuyện. Có hai gia đình sống cạnh nhau trong cùng một chung cư. Một lần, hai ông chồng cùng đi đổ rác. Người chồng thứ nhất buộc miệng nói tôi thấy gia đình anh thật hạnh phúc và hòa hợp tôi sống ở đây nhiều năm nhưng chưa từng nghe gia đình anh cãi nhau còn tôi và bà cứ cãi nhau là cãi nhau suốt anh có bí quyết gì thử nói tôi nghe người chồng thứ hai tôi nói cho ông nghe nhưng đừng giận bởi vì gia đình ông toàn người tốt nên mới không hạnh phúc còn gia đình tôi là người xấu nên mới được hạnh phúc người chồng thứ nhất làm gì có chuyện đó người chồng thứ hai có một lần tôi chứng kiến vợ ông vào bếp và vô tình làm bẻ cái ly chị buột miệng nói sao mà ông để cái ly gần mép bàn quá tôi làm bẻ vỡ rồi trong đầu chị suy nghĩ cái ly bẻ là do lỗi của ông vì chị là người tốt nên không phải lỗi của chị làm sao mà chị nhận được lúc đó ông cũng buột miệng Bà vô ý vô tứ, cái ly để trên bàn có liên quan gì đến bà? Bà làm bẻ rồi lại còn đổ thừa cho tôi. Và ông cũng suy nghĩ, chị mới là người có lỗi. Vì ông cũng là người tốt, nên ông không có lỗi, làm sao mà nhận lỗi? Nghe giây phút đó, con ông bước ra và vô tình dẫm vào vài mảnh vỡ thủy tinh và đứt chân. Con ông bột miệng nói, ba mẹ không lo dọn rác đi mà còn ngồi đó cãi nhau con dẫm vào miếng thủy tinh đứt chân rồi nè. Con ông cũng là người tốt, nên bé cũng không thấy lỗi trong tình huống này. Gia đình tôi thì khác, tôi cảm nhận tôi là người khiếm khuyết, nên khi sự việc phát sinh tương tự, ngày tức khắc tôi cảm giác được rằng chính là do tôi mà vợ tôi đã làm bẻ cái ly, tôi đã buột miệng. Xin lỗi em, lúc nãy anh vô tình không cẩn thận đã để cái ly trên mép bàn em có sao không vợ tôi cũng bột miệng nói em vô ý quá em xin lỗi anh em vô tình làm vỡ cái ly rồi vợ tôi cũng cảm nhận cô là người có khiếm khuyết nên sự việc phát sinh cảm giác rằng vấn đề cũng phát sinh từ cô và con tôi cũng có nhận thức đó nên gia đình tôi đơn giản để có được cuộc sống hòa hợp hạnh phúc cao nhân theo em người đàn ông thứ nhất nhận ra vấn đề gì cô gái dạ theo em nghĩ thì chắc anh ta đã hiểu từ giờ trở đi muốn gia đình hòa hợp thì nên hiểu mọi việc phát sinh đều do mình nếu cứ cho mình là người tốt thì người khác sẽ xấu nên gia đình sẽ bất hòa cao nhân vợ chồng phải có lúc này lúc kia không có gia đình nào mà không có những lúc giận hờn giận hờn để hiểu và yêu nhau hơn rất là biết ơn các anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này chúc anh chị hạnh phúc